và cùng đó là sự bổ sung các cầu thủ Rosset, Mai Tiến Thành, Thành Lương, Đại Đồng và Hồng Trương. Lịch sử chưa là đó là một trận đấu bóng đá tuổi đã được quý vị cầu thủ Mỹ Hồ ngôi sao và các cầu thủ được yêu mến nhất bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Và nó quan trọng là tiền đạo của nó đem về ngày kia một trận tiền đạo bóng đá phong trào Hà Nội. Vô cô hình diện. Nếu như ngày hôm nay anh không tham gia, và nếu như anh không dùng các thì có lẽ không chủ hôn áo để cạnh tranh với anh. Đánh hiệu đánh tay vàng, bắt đầu. Quý nghệ sĩ ra đây, bắt đầu. Thank you.
bàn. Anh Lữ Hưng không ngại việc ghi bàn, anh chỉ cần có lý do thôi. Và trong tình huống rồi anh đã thành công của mình. Thank you.
Thank you.
Và cú chúc từ rất xa của Quảng Phòng. Cơ quan huyện Ứng Hòa đã khép lại với một cơn mưa bàn thắng và tỷ số cuối cùng là 8-6 nghiêng về phía đội tuyển LC. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các vị khán giả đã đồng hành cùng với Like và share nhịp đập iFủi và iFủi TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.